Rồi, mã số 17 là một cây dáng quái luôn cả nhà ơi. Quái của chú anh chị ơi, cây này đẹp ạ. À. Quen dòng đi ha, hả đo thông số này. Của chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay em đến vườn của chị Thi để báo giá một số lô mai vàng của chú anh chị ơi. Đây, nguyên một lô mai vàng dáng rất là đẹp này của chú anh chị. Rồi, ảnh đang đánh mã số, mình chuẩn bị lên bằng quay quay cho cô chú anh chị từng cây xem ha cô chú anh chị. Hôm nay mình báo giá bao nhiêu cây vậy anh? Khoảng 20 cây. Rồi, 20 cây cô chú anh chị ơi. Dán lồng luôn. Dạ. Rồi, mình sẽ quay sơ nét cho cô chú anh chị xem. Rồi. Chuẩn bị bắt đầu lên cây số 1 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Lên cây số 1 cô chú anh chị ơi. Rồi, bắt đầu từ cây số 1 ha. Rồi, quen vòng đi mình thả đo anh ơi. Rồi. Cây này đế đẹp ha. Đế nồm ha. Rồi, hoành thân 23. Hoành thân 23. Chiều cao là 50. Chiều cao 50 của chú anh chị ơi. Chiều sổ nôm là 25. Rồi, xin giá cây số 1 luôn anh ơi. Cây này giao lưu giá cho 1 triệu 8. 1 triệu 8 bao ship luôn ha anh. Rồi, hình thức bên mình sao anh ơi? Là bao sống bao ship cây cho mình tới khi ra tược luôn ha. Rồi. Rồi, số điện thoại của em lát có gì em để lên tiêu đề ha. Rồi. Rồi. Rồi, đổi cây luôn anh ơi, lên cây số 2. Rồi. Cây số 2. Hoành thân 22. Chiều cao là 45. Rồi, báo giá cây số 2 luôn anh ơi. Số 2 giao lưu giá 1 triệu 7. Rồi, cây số 2 1 triệu 7 của chú anh chị ơi. Tới lên cây số 3. Rồi, cây mã số 3 luôn ha. Hoành thân là 24. Chiều cao là 60. Chiều nôm đó là 2 tấc ha. Rồi, xin giá cây số 3 luôn anh ơi. Rồi, cây số 3 giao lưu giá 1 triệu 8 luôn. Rồi, cây số 3 giá 1.800.000 của chú anh chị ơi. Số điện thoại của chị Thi thì em để trên tiêu đề nghe cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 4 ha. Hoành thân là 22. Chiều cao là 80. Chiều nôm là 25. Rồi, anh đo cái giọng tới giọng lắc ra anh. Rồi là 45. Rồi, rồi xin giá cây số 4 luôn anh. Cây mã số 4 giao lưu giá 2 triệu nha. Rồi, mã số 4 giao lưu giá 2 triệu. Làm thế dán đổ được ha. Rồi, cô chú anh chị về muốn chơi kiểu nào chơi. Trên cây số 5. Rồi. Cây số 5 luôn. Rồi, hoành thân 25. Chiều cao là 60. Nôm bộ đế nó là 20 luôn ha. Rồi, mã số 5 giao lưu giá là 2 triệu. Rồi, số 5 giá 2 triệu của chú anh chị ơi. Rồi, lên mã số 6. Rồi, mã số 6 luôn. Quen dòng hả đo anh ơi. Hoành thân 27. Chiều cao là 50. Cái dáng bay bay nó nhiêu anh? Anh đo cái dáng bay bay nó hay. Cái chiều bay nó là 30. Rồi. Rồi, mã số 6 cho em giao lưu giá là 2 triệu 2. Rồi, số 6 2 triệu 2. Rồi. Cái đó có sù không vậy anh? Thấy giống giống sù vậy? Nó hơi bảy sù ha. Hơi bảy sù ha. Rồi. Rồi, mã số 7 ha. Cây nào chút có sù anh báo cho em để em quay gõ lại cho cô chú anh chị xem. Em mới vừa xuống là nó hơi bảy sù. Rồi, mã số 7 ha. Chiều cao là 60. Hoành thân là 22. Chiều nôm nó là 20 luôn. Rồi, xin giá cây số 7 anh ơi. Rồi, cây mã số 7 giao 1 triệu 9 nha. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị 1 triệu 9 cây số 7 ha. Rồi, rồi đổi cây này lên cây số 8. Rồi, cây mã số 8 luôn. Củ đế nôm rất đẹp luôn cô chú ơi.
Đế này số thẳng thẳng xuống không ha. Rồi hoành thân là 21. Chiều cao là 55. Chiều nôm này cũng 2 tấc ha. Rồi mã số 8 giao lưu giá 2 triệu. Rồi giao lưu cô chú anh chị mã số 8 giá 2 triệu cô chú anh chị ơi, đổi cây luôn anh ơi. Mã số 9 ha. Rồi mã số 9. Quá lọ. Lộn mã ơi. Số 9 đằng kia lại cái gì đó. Rồi mã số 9 ha. Rồi mã số 9 cô chú anh chị ơi. Đây. Rồi mã số 9 cho thông số luôn đây. Rồi mã số 9 21, hoành thân 21. Rồi. Chiều cao là 70. Nôm nó cũng 2 tấc luôn ha. Rồi cái chiều bay này ra là 30. Rồi mã số 9 em giao lưu giá 1 triệu 9 luôn. Rồi giá 1 triệu 9 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi lên mã số 10 anh ơi. Rồi mã số 10. Số 10 này thấy đế cũng nhiều nhiều nè ha. Rồi một khối đế luôn. Một khối đế này cũng dữ à. Rồi quanh thân 20. Chiều cao là 50. Rồi quen vòng báo giá luôn anh ơi. Chiều nôm là 25. Rồi mã số 10 giao lưu giá là 2 triệu 1. Rồi mã số 10 giá 2 triệu 1 của chú anh chị ơi. Cây nào cũng bao ship toàn quốc hết trơn nghe cô chú anh chị. Cây nào cũng bao sống bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi, mã số 11 ha. Quá đẹp luôn, cái gọng bẻ giọng rất đẹp luôn cô chú ơi. Rồi hoành thân 22. Chiều cao là 70. Chiều bay nó ra là 35. Rồi mã số 11 giao lưu giá 1 triệu 9 luôn. Rồi mã số 11 1 triệu 9 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây cho giá cũng hợp lý nghe cô chú anh chị. Mã số 12 ha. Tổng cộng hôm nay bao nhiêu mã anh? Là 20 mã. Rồi 20. 20 bò cây. Cây này là mã số 12. Mã số 12. Hoành thân là 23. Chiều cao là 60. Nôm này nó là 1 tấc rưỡi ha. Rồi nôm xuống 1 tấc rưỡi của chú anh chị ơi. Rồi mã số 12 em giao lưu giá 1 triệu 8 nha. Rồi giá 1 triệu 8. Rồi mã số 13 ha. Cây rất đẹp luôn. Cây nôm. Rồi hoành thân 21. Chiều cao là 60. Chiều nôm là 1 tấc rưỡi. Rồi, xin rồi, giá luôn anh ơi. Mã số 13 em giao lưu giá 1 triệu 9 nha. Mã số 13 1 triệu 9 của chú anh chị ơi. Dạ cũng dễ chơi ha. Rồi mã 14 của chú anh chị ơi. Rồi hoành thân là 27. Chiều cao là 45. Rồi. Chiều bay đó ra là 30 ha. Rồi. Rồi xin... mã số 14 giao lưu giá là 2 triệu 3. Rồi. Tới mã 15. Mã số 15 ha. Rồi. Hoành thân là 22. Chiều cao là 60. Chiều nôm nó là 2 tấc nha. Rồi quen vòng báo giá luôn anh ơi. Rồi cây mã số 15 giao lưu giá là 1 triệu 9 luôn. Rồi. Rồi mã lên mã số 16 ha. Quá cây đẹp này cả nhà ơi. Mã số 16 này đẹp ạ. À. Rồi em đo hoành luôn. Hoành thân 23. Chiều cao đó là 45. Chiều nôm nó là 3 tấc rưỡi. Rồi mã số 16 giao lưu giá là 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi thôi chú anh chị ơi. Rồi lên mã 17.
Đó. Mã 17 này cây cũng rồi, mã số 17 là một cây dáng quái luôn cả nhà ơi. Quái của chú anh chị ơi. Cây này đẹp ạ. À. Quen dòng đi ha, há đo thông số này. Đó, dáng quái luôn nha. Lắc quái luôn. Quai quanh thân 27. Chiều cao là 70. Rồi, cây này đẹp, quay rõ cho cô chú anh chị xem ha. Quay quái ha. Dáng uống bẻ cái gọng quái luôn. Rồi mã số 17 em giao lưu giá 2,5 triệu nha. Rồi. Đổi cây luôn anh ơi. Lên mã 18. Mã số 18 luôn. Đây. Hoành thân 27. Chiều cao là 560. Chiều bay ra tới cái cổ này là 30 ha. Rồi. Rồi mã số 18 giao lưu giá 2,3 triệu. 18 2,3 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi lên mã 19. Rồi, một cây cũng dáng hơi quái nữa cả nhà ơi. Rồi mã số 19 ha. Rồi em sẽ đo hoành luôn. Rồi hoành thân là 24. Chiều cao là 65. Chiều nôm cái cụ đế nó là 30. Đó, trên đây nó có cái cây nóc, chừng nữa bẻ cái nóc nó ha cả nhà. Rồi mã số 19 em giao lưu giá là 2,5 triệu. Rồi giá 2,5 triệu mã 19. Rồi mã cuối cùng luôn anh ơi. Rồi mã số 20 là mã cuối clip luôn ha. Đây. Hoành thân 24. Chiều cao là 60. Cây này đế đẹp ha. Nè. Coi cây cũ luôn để em đo cái vòng tròn cái cũ. Cái cũ là 43 ha. Rồi, cũ 43. Đế cây này có cũ ha. Rồi, mã số 20 em giao lưu giá là 2,5 triệu. Rồi cho số điện thoại, cho địa chỉ lên cái nữa anh ơi. Số điện thoại của em là 036 812 8512. Địa chỉ của em là ấp Long Hòa, xã Hòa Định, chợ gạo Tiền Giang. Lô này em đa phần là 80% là loại đế nôm. Em còn rất nhiều anh. Rồi bông nó như thế nào báo luôn anh ơi. Mặt bông nó là từ 8 đến 12 cánh. Mai giảo Thủ Đức 82 cánh. Rồi. Anh chị nào có lấy số lượng sỉ em sẽ còn rất nhiều và hỗ trợ anh bao ship về tới tận nhà luôn. Rồi. Xin cảm ơn ạ. Rồi.